Xin chào anh chị, hôm nay tôi sẽ phá một cái kiềng vàng ra để cho anh chị xem bên trong nó như thế nào nhé. Mà tại sao một cái vòng to như này nó chỉ có nặng có 3 đến 4 chỉ thôi. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá. Bóc. Đây là cái em gửi anh chị nhận cả. Lắc vàng này. Em gửi lâu, em gửi trước em gửi rồi anh ạ. Thôi thì gửi lại đi. Nó mỏng như tờ giấy, mỏng dính, không tờ giấy thì hơi quá, nó còn mỏng hơn cả tờ giấy cơ. Ok, nhận rồi, cái gì? Bây giờ anh muốn thêm đi nữa được không anh? Vâng. Bạn làm bất động sản, bạn làm ở thị trường nào? Nhà ở thôi. Nhưng mà ở tất cả mọi nơi ấy hả? À, rồi, ok. Ở khu nào? Có bị lỗi hả anh? À, chung cư. Vâng. Thế em gửi cho anh lại một cái máy mới nhé. Rồi, mình lấy cái kìm cho anh, cho anh kìm. Vâng, chào anh. Phải bên trong là cái cốn như này anh chị ơi. Chung cư đợt này dân tình bắt đầu mua nhà cũng nhiều nhỉ, kiểu tiết kiệm được một thời gian nhiều tiền tranh nhau mua nhà. Nhưng mà kiểu như ông nào không kinh doanh thì mua nhà thì được nhỉ, còn ông nào kinh doanh thì theo bạn thì có nên mua nhà không? Kinh doanh phải vay vốn thì còn mua nhà nó cũng hơi phí đúng không? Thì tính ra ví dụ như cái nhà chung cư thì thường là nó sẽ không, giá nó sẽ không lên được, chỉ có xuống thôi đúng không? Cái đấy còn tùy vào thời điểm mua. À. Ví dụ mua từ thời điểm đầu tiên chẳng hạn, rồi mới ra dự án thì đấy là ông, đấy là kinh doanh thôi. Đấy. Chứ chứ còn cái ông mà mua nhà để ở, chả ra ông mua cái lúc đấy đâu. Thế thì ông bán chung cư mới lãi được chứ, phải có cái nhưng mà nói thật với bạn, gọi tính tiền là sinh lời nhưng không bằng bọn mình kinh doanh được. Tiền lên từ nhà không thể nhanh bằng tiền bỏ ra để buôn bán được. Nhà chỉ đang được khoảng tầm 20% trong vòng 3 năm. 20%. Đấy là maximum. Maximum à? Nhà rủi ro lắm. Phải tùy. Nó cũng tùy vào từng vị trí nữa đúng không? Đúng rồi. Thế trước mình cũng đi tìm đi mua nhà thì xong về sau lại chơi, tiếp sau lại mua nhiều quá lại chơi với mấy cái ông bán nhà như bạn luôn đấy. Thì các bạn đấy cũng khuyên là thôi, công việc là đường thôi, đừng mua nhà. Nhưng mà thi thoảng gặp cái con ngon thì vẫn mút. Hôm trước mình vừa sảy một con ngon quá mẹ, nó trong đường lạc lạc chung 40 mét, mà hai mặt là hai mặt ngõ, mỗi mặt ngõ 8 mét, nói chung để hai ô tô đi lọt đi tránh nhau, lại còn hai vỉa hè nữa, có 5,3 tỷ mình sang muộn chút xíu. Thằng ở trên nó thấy mình hăng quá, nó xuống chuyển nhà tiền luôn. Không kịp mà nó bán trong có mấy tiếng thôi. Nếu cái đấy thì nếu có thì múc thì ngon, nhưng còn để múc nhà ấy thì nó hơi phí. Múc chung cư thì phí, nhà hộ dân thì có khi là vô đi chụp được tăng giá chả được cái con thôi, chứ còn đa phần là cũng vẫn phí đúng không? Theo đấy được từng cái một thôi, nhưng mà đa phần thì vẫn phí theo quan điểm của mình như thế. Còn các bạn thì nói chung là nếu mà mình là khách hàng của bạn thì sẽ có tư vấn, nó sẽ theo một hướng tương đối đúng không? Đúng rồi, còn nếu mà chơi với nhau thì nó lại là một cái hướng khác, mình lại nên đầu tư. Còn tùy vào mức độ mà mong muốn số tiền của đang có nữa thì nó sẽ tư vấn được cái phương án mà tối ưu. Ví dụ người ta muốn mua ở để ở thì sẽ có phương án khác, mà đầu tư sẽ có phương án khác. Vậy nhiều khi cũng nói là như là mình mua cái ô tô, mua cái xe máy ấy, tiền mình có một vài tỷ thì mình mua cái xe SH nó chỉ là cái chớp mắt, thích thì mua, không thích thì thôi đúng không? Nhiều ông
khó thế, nhưng mà đa phần là nói chung là theo quan điểm chung là nếu mà ấy thì cũng chưa nên mua, tại vì mình nghe bạn kia bạn bảo là bây giờ ông có mua nhà thì sau 2 năm nữa thì nhà nó không tăng nhanh bằng cái tiền đó ông ấy rồi. Nếu mà mình tự kinh doanh được, mình phát triển kinh doanh mình lên được thì vẫn tốt hơn chứ. Ừ thì rõ ràng, còn cái bác nào mà không thể kinh doanh nổi mà thì mua chắc ăn được. Mình đi xong thì cuối cùng ngộ ra một cái điều là không bao giờ một có cái nhà rẻ mà đẹp được, nó rất là đắt, hoặc đắt Đưa cái cân ra nhỉ. Này, này chắc bà lạ nghe hơi hơi cũng hơi có hơi vấn đề. hơi 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 tù mù rồi đấy. Đây cái vòng 5 chỉ nhá, tôi sẽ không nói chuyện cho các bạn biết là cái vòng này mua ở đâu, nhưng mà mình cân thử xem nó có đủ 5 chỉ không, nhưng mà nghe có vẻ hơi 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 hơi, hơi hoài nghi. Có cái hoa này nặng này. Cái kiểu sắt. À cũng được được được, đây được 3 chỉ rồi. 4 chỉ tư này. Cái Đấy này ra, 4 keo chỉ tư. ấy. Được 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 được, chắc là được đấy. Keo gì nhỉ? Sắt nhỉ? À, thì Keo đốt rồi chứ. giờ chúc mừng anh em làm vàng. Được 5 chỉ. Chung là hôm nay mà không được 5 chỉ tôi xấu hổ lắm. Ok, đủ 5 chỉ nha anh chị nha. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahigem, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá.